Em tép máy khoan pin, ba chiếc lăng coi nhá. Em dìm thẳng máy ở chậu nước này. Em ráp pin vào. Máy chưa hiện tượng chập cháy coi nhá. Em dìm lại một lần nữa này. Đấy. Máy sử dụng động cơ không thể than. Các bác yên tâm làm trời mưa, không lo chập cháy coi nhá. Em test khoan tường coi nhá. Em sử dụng mũi phim 10, em chỉnh chế độ búa. Máy có cơ chế búa rất là khỏe lên khoan tường, rất là ngọt, rất dễ dàng các bạn. Mũi khoan 10 rất là lớn nhưng máy khoan rất là ngọt, rất là dễ dàng coi nhá. Thùng gạch các bạn. Em khắc một nữa này. Rất là dễ dàng, rất là ngọt các bạn. Lại thùng gạch các bạn nhá. Em khoan một nữa nhá. Rất là dễ dàng các bạn. Em test bắn vít tôn các bạn nhá. Các bác chỉnh sang chế độ bắn vít. Hình mũi con vít là các bác lắp vào là bắn vít thôi. Thì chế độ bắn vít sẽ có cốc trượt. Em test bắn thấp U dày 5 ly các bác nhá. Em sử dụng vít 4 để bắn này. Máy có vòng tua rất là nhanh nên là bắn vít rất là ngọt, rất là dễ dàng. Rất là nhẹ nhàng các bạn. Em bắn một con nữa này. Máy chưa có hiện tượng chập cháy gì các bác nhá. Vâng, để máy ông Sơn chào bác. Vừa rồi ông test có sở máy khoan pin Makita 3 chức năng. Có thể máy nhỏ rất là khỏe lắm. Máy sử dụng động cơ không phải than. Nhưng vừa rồi ông có test dùng nước. Máy dìm xong chỗ nước và không chết các bác nhá. Vừa rồi ông có test khoan mũi phim 10. Máy khoan rất là ngọt, rất là dễ dàng. Máy đào dòng sâu bò, phù hợp cho anh em làm công trình. Khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít tôn. Làm dã chiến các bác nhá. Thì sắp tới em nhập lô hàng mới về. Em còn sót lại một ít máy khoan pin Makita 3 chức năng. Thì hôm nay bên cửa em làm chương trình ưu đãi xả kho cho các bác, cho anh em. Bộ sản phẩm này thì hiện tại em bán thị trường với giá là 1.200.000. Nhưng hôm nay em ưu đãi xả kho, giá chỉ còn 1.050.000 các bác nhé. 1.050.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác. Sản phẩm này đầy đủ cho các bác, sẽ là một thân máy không chổi than. Đi kèm là hai quả pin 10 cell, pin tí các nhá. Pin 10 cell, pin tí đấy. Sau đó có đi kèm cho các bác một cục sạc cốc này. Có thùng đựng. Và một điều đặc biệt là khi các bác mua hàng thì bên em có tặng kèm cho các bác một bộ 2 mũi chi tiết, giúp các bác có thể bắt những con ốc của góc khuất. Và tặng kèm cho các bác thêm 2 mũi khoan 6. Để nhận hàng các bác có thể sử dụng 2 cái mũi khoan 6 này, các bác test thực tế lại khoan tường luôn. Đấy, tặng kèm cho các bác có 2 mũi khoan 6 để khi nhận hàng các bác test chất lượng con máy khoan thực tế luôn á. Các bác nghe tay hàng đi ạ, giá chỉ còn 1.050.000 ạ. Nếu đó có tâm, hãy lại hotline cho mình 0967852114. Nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra. Kiểm tra này, bắn thử máy ok rồi mình thanh toán tiền coi nhá. Với bộ sở máy khoan pin Makita 3 chức năng, ưu đãi xả kho, nhưng hàng đến tay các bác là cam kết các bác là hàng chuẩn lại một, chất lượng nhất thị trường này. Về máy thì tem Makita được đúc dập lỗ cho con máy coi nhá. Được đúc dập lỗ đấy ạ. Máy có tem 7 màu chống hàng giả, hàng kém chất lượng coi nhá. Một điều đặc biệt là ở đuôi con máy này, các bác phải tra dụng. Các bác phải sử dụng một chiếc smartphone thông minh, các bác quét mã QR con máy này để tra nguồn gốc xuất xứ coi nhá. Khi nhận hàng các bác phải lật con máy lên và các bác sử dụng một chiếc smartphone thông minh, các bác quét mã QR, bác tra nguồn gốc xuất xứ giúp em nhé. Đấy. Và sản phẩm đi kèm cho bác là hai quả pin 10 cell pin tím. Đấy. Hai quả pin 10 cell pin tím. Và hàng bên em thì cam kết các bác là hàng chuẩn lại một, chất lượng nhất thị trường này, động cơ là động cơ chống sắt cốt coi nhá. Ở những video trước em có bóc thực tế con máy ra và em so sánh có thấy là động cơ chống sắt cốt nó khác với động cơ thường như nào và độ bền đến sao. Về nhôm thì nhôm kim loại, động cơ chống sắt cốt và nhôm kim loại các nhé. Đây. Về nhôm nhôm kim loại này. Và động cơ chống sắt cốt 100.000 đồng. Đấy. Đúng rồi nhá. Về máy thì được phủ keo trên toàn bộ thân máy nên là khi các bác làm chẳng may dính nước mưa không lo bị ngấm ở bảng mạch các nhá. Các bác nhìn đi, tra keo hết cho con máy rồi. Đấy, các bác yên tâm là làm không lo bị chập cháy. Đấy. Về máy thì sử dụng động cơ của than nên là điều tốc khá là nhanh. Máy có điều tốc và đảo chiều các bác này. Đảo chiều. Có đèn trợ sáng. Máy chỉnh chức năng ở trên thân máy. Khi các bác đẩy lên chế độ L sẽ là chế độ nhanh. Khi các bác gạt xuống chế độ H là chế độ chậm. Đấy, các bác có thể chỉnh nhanh chậm để đáp ứng với từng nhu cầu công việc khác nhau. Và máy có 3 chức năng. Chức năng bắn vít, chức năng khoan và chức năng búa. Thì mũi tên có chỉ ở mũi vít đây là chức năng bắn vít coi nhá. Khi các bác bắn những con vít mà ở sắt D, sắt U mỏng thì các bác chỉnh cấp độ trượt thấp giúp em. Còn các bác mà bắn sắt U hay sắt Y dày 1 ly, 2 ly hay 5 ly hay là
một phân thì các bác chỉ nâng cấp trượt 20 giúp em nhá. Đấy ạ. Sử dụng để bắn vít về từng vật liệu sắt các bác nhá. Khi các bác sử dụng để khoan hay vét gỗ. Khi các bác chỉnh về chế độ giữa là chế độ khoan sắt khoan gỗ, các bác kết hợp các bác lắp mũi vét hoặc là mũi khoan là để sử dụng để khoan sắt khoan gỗ nhá. Còn khi các bác chỉnh sang chế độ chữ T đây là chế độ khoan tường, các bác sử dụng khoan tường như vừa rồi con test khoan mũi phi 10. Về máy các bác nhìn có vẻ rất là nhỏ nhưng mà khoan mũi 10 rất là ngọt, dễ dàng, phù hợp cho các bác làm công trình sử dụng để khoan làm dã chiến các nhá. Đấy. Về nhông thì kim loại các bác yên tâm là làm thời gian không lo bị hỏng nhông hay là trượt nhông. Đây, về nhông thì cam kết các bác 100% nhông kim loại. Đấy. Các loại chuyển bên trong này xoay chuyển rất là trơn tru các bạn. Đấy, xoay nhẹ đầu xoay rất là trơn tru. Về máy thì có 20 cấp trượt và máy sử dụng đầu tơ lốc 13 ly bằng kim loại. Về đầu tơ lốc này được thiết kế gân mắt cáo, các bác làm thì chỉ cần cầm tay nhẹ đây là tháo lắp mũi các nhá. Đấy, tháo lắp mũi rất là nhẹ nhàng. Máy thì có đèn trợ sáng cho bác này, nhỏ rất là sáng. Máy có hiển thị điểm pin cho bác ở dưới này, thì chỉ để các bác có thể nhìn và có thể biết là quả pin còn mấy vạch pin có nhá. Em đã xả kho nhưng sản phẩm đi kèm các bác là hai quả pin 10 xe bên tím, pin 10 xe bên tím có chuẩn mã vạch trên từng xe các nhá. Đấy, pin 10 xe bên tím và mỗi xe pin đều có mã vạch trên từng xe. Một quả pin 10 xe này em cam kết các bác là bắn liên tục được 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. 3 tiếng rưỡi 4 tiếng này không phải là bên em báo khống mà là các bác thợ đã mua hàng bên em và đã có phản hồi bên em. Đấy. Về đi kèm cho bác là hai quả pin 10 cell pin tím. Pin của hàng của Malaysia, pin là pin 6.0 AH các bác nhá. Đấy. Một quả pin các bác bắn liên tục 4 giờ. Và sản phẩm đi kèm cho bác là một cục sạc cốc sạc nhanh. Sạc này là có tự ngắt các bác nhá. Sạc có đèn báo pin này, đỏ đầu pin còn xanh ở đây. Khi các bác sạc đến khi đèn thị đèn xanh đã đầy và sạc có thiết kế tự ngắt ở bên trong cục sạc các nhá. Sạc các bác có thể để treo tường hoặc là để bàn, có thiết kế treo tường và để bàn các bác. Sạc này sử dụng nguồn điện 220 này, các bác cắm trực tiếp nguồn điện gia đình là sử dụng thôi. Đấy. Sản phẩm đi kèm cho bác là một bộ 20 chi tiết. Bên em có tặng kèm các bác một bộ 20 chi tiết và giúp các bác có thể sử dụng để bắt những con vít ở góc khuất. Nếu góc khuất thì các bác sử dụng mà về khăn pin thì chắc cũng không lạ về bộ 20 chi tiết rồi. Và một điều đặc biệt là bên em có tặng kèm cho bác là 2 mũi khoan 6 khi mua hàng các bác nhé. Đấy, bên em tặng kèm cho bác là 2 mũi khoan 6 khi mua hàng. Nhận hàng thì các bác bỏ 2 mũi khoan 6 ra, các bác lắp con máy và test thực tế khoan tường giúp em nhé. Test chất lượng con máy thực tế luôn ạ. Vâng, vừa rồi em thử qua sản phẩm máy khoan pin Makita bát chức năng. Em ưu đãi xả kho, giá chỉ còn 1.050.000 các nhá. Các bác nghe tên đặt hàng đi ạ, giá chỉ còn 1.050.000 thôi ạ. Nếu bác có tâm, hãy lại hotline cho mình 0978 5214. Nhận hàng có được bỏ máy ra kiểm tra, bắn thử máy, ok rồi mình sẽ can tiền các nhá. Sản phẩm có phiếu bảo hành và bảo hành cho các bác 12 tháng. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những thông báo và những video mới, những sản phẩm mới, chất lượng các nhá. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thật là nào. Em xin cảm ơn.